Dạo này mọi người có thấy Nhi gọn hơn so với cái đợt trước mà đi du lịch không? Trời ơi, cái thời gian trước đi du lịch nó lên ký má hú luôn. Nhiệt tình lắm, đi tới vùng đất nào là cày hết má vùng đất đó luôn. Bây giờ là 5 giờ 30 sáng như thức dậy. Lúc mới tới khu này ở sáng về thấy tiếng chim nó hót bình yên lắm. Giờ ở lâu rồi thấy tụi nó hót như kiểu chửi lộn vậy. Người hót phải có người nghe chứ. Đúng vậy tụi nó hót mà như phải dạy với tụi nó luôn. Nói chứ dậy sớm nó mau vào, đun cái bình nước pha ấm trà lên chạy bộ. Bình thường cân nặng của như là 47 kg bây giờ lên 50 rồi. nhưng cũng không có thấy là dạo này mình béo lắm cho đến khi mà mấy bạn không mình, mình vẫn tự trấn an mình là do cơ mình dài lên thôi mình đâu có thấy miếng mỡ nào đâu là cơ mà cho đến một ngày mình không sờ thấy lớp cơ đâu nữa nó là mỡ <laughs> hồi xưa như thích mặc cái áo này lắm tại nó khoe cái lưng còn bây giờ nhìn nó y chang cái khúc chân giò mà cột dây lại chuẩn bị luộc á rồi má cái chân giò này mà nó luộc lên xong chấm với lại nước mắm ớt <laughs> Ngon Cái chuyện mình như lên cân hay xuống ký như thấy bình thường lắm Mình ăn được thì mình xuống được Đơn giản Tập game xong như găm bình sữa hột rồi chuẩn bị đi chợ À bữa nay cái bình nấu sữa Chef này như dùng cái phiên bản mới nắp inox này Ví dụ máy nấu xong mà mình chưa uống liền là nó có thể giữ nóng lên tới 5 tiếng Thật ra cái lần đầu tiên mình như giảm cân hồi xưa lắm như làm rất là nhiều việc to lớn Nhìn ăn luôn Tập như khùng vậy á Cuối cùng mệt quá nghỉ khỏe đi Và bây giờ như ngộ ra là chỉ cần ăn ít hơn một chút Đồ ăn heo thì hơn một chút và vận động nhiều hơn một chút như đi chợ cũng sẽ cố gắng đi bộ Ngắm trái cây trong xóm đủ no luôn cái Này là liệu vẫn còn nhỏ hơn cái nhãn thì vẫn chưa lớn lắm Cái này phải độ một tháng nữa Mấy trái mận này xanh xanh chấm muối ăn ngon nè Còn mít thì em Vinh còn bé tí teo mai sau đây em cũng phải lớn Cái xóm của Nhi nó giống hoa quả sơn của tô ngộ không Sống ở đây đi bộ là tâm phải tỉnh lắm chứ không sai trái đạo đức liền Chỗ nào cũng là trai ăn cái hết Đi chợ mua rau mua ké về nấu cơm á Đi vòng vòng gì cũng đốt được một cây rồi Thường như ăn uống đơn giản lắm Thèm món gì là tự pha ke nấu làm món đó Một phần là mình sẽ kiểm soát được cái lượng calo Phần nữa là mình nấu dở quá cái mình hết thèm món đó luôn Cái máy nấu sợ là đi này chắc Nhi cũng dùng được một năm rưỡi rồi đó. Nấu đơn giản lẹ lắm một nút chạm 27 phút là xong rồi. Mà cái sữa hộp này nấu ra mịn thơm lắm mấy bạn không có cần phải lọc lại. Máy này 800ml thôi, nhà mà cỡ 2 3 người đó, nấu tiện lắm mà nhà cỡ 4 5 người là Bắt đầu tránh danh đồ đà thấm cúng rồi đó Trời nóng quá Giữ nhiệt cho nó nóng thiệt là lâu sau đó là bỏ đá vô để uống Con người là một chuỗi mâu thuẫn mà tự đâu đá chính bản thân mình Bữa xế mà như hay đói thì như sẽ ăn smoothie Nhiều khi cũng không phải là đói nữa Nhưng mà là bộ não gửi tín hiệu tới Tao thèm muốn bò dò riêu cơm tắm Lúc đó như hay nói với bộ não một đạo lý là Mày thèm chắc tao không thèm á Dĩ nhiên là vẫn có thể ăn vặt được Nhưng mà nó khiến cho như khó kiểm soát calorie hơn Kiểu hôm nay bạn mà thỏa hiệp với nó là ngày mai nó sai khiến bạn tiếp Đi làm á, làm nô lệ cho tư bản Bán mình cho tư bản là đủ rồi nha Không muốn làm nô lệ cho bản thân mình nữa tới mình mà nói chính bản thân mình còn không nghe thì nói ai nghe đúng không nhi hay có cái suy nghĩ đó lúc mà nhi không tự kiểm soát được mình á sau khi mình nói với bản thân mình câu đó thì nó cũng không nghe luôn tối nay nhi ăn súp kem nấm béo béo ngon lắm nhi cho hết vào máy sau đó cho thêm muối với là arugino <laughs> cái lá này đọc là hương thảo hả 20 phút là xong một nồi súp rồi cái máy này mà nấu cháo ăn dặm cho bé là tiện lắm đó nha súp kem thì phải có kem chứ ngờ lắm đó nha mày đừng có sợ ăn món này nó sẽ mập bởi vì bạn sợ thì nó cũng sẽ mập thôi cái này là đế bánh pizza pizza không phải là pizza trời cái món này nó ngon lắm luôn ăn xong rồi vẫn còn thèm thiếu điều liếm luôn cái tô luôn và đó là tất cả những gì mà nhi ăn trong một ngày bye bye các bạn nha good night